Sáng nay 23 tháng 11 tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư năng lượng tự nhiên DTD và công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển năng lượng CI đồng tổ chức lễ động thổ triển khai dự án và ký kết tổng thầu EBC xây dựng hai nhà máy điện mặt trời Hồ Gia Khoét 1 và Hồ Tam Bó. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng. Dự án nhà máy điện mặt trời Hồ Gia Khoét 1 do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư năng lượng tự nhiên DTD làm chủ đầu tư. Trên diện tích mặt nước dự kiến sử dụng khoảng 33,6 hectare. Dự án gồm các hạng mục nhà máy, đường dây truyền tải điện đấu nối vào hệ thống lưới điện quốc gia, trạm biến áp 110 kV Nghệ Giao với tổng mức đầu tư hơn 785 tỷ đồng. Dự kiến sau khi đưa vào hoạt động, nhà máy điện mặt trời Hồ Gia Khoét 1 sẽ có công suất hoạt động khoảng 35 MW peak. Dự án nhà máy điện mặt trời Hồ Tam Bó do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển năng lượng CY làm chủ đầu tư. Trên diện tích mặt nước dự kiến sử dụng khoảng 33,6 hectare. Dự án gồm các hạng mục nhà máy đường dây truyền tải điện đấu nối vào hệ thống lưới điện quốc gia, trạm biến áp 110 kV Nghệ Giao với tổng mức đầu tư hơn 732 tỷ đồng. Cả hai dự án này đều góp phần tăng cường hiệu quả sử dụng mặt nước mà không làm ảnh hưởng đến các hoạt động và an toàn của hai hồ nước. Dự kiến hai dự án sẽ vận hành trước tháng 6 năm 2020. Theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, cả nước đang đối mặt với nguy cơ thiếu điện, nhất là giai đoạn từ 2021 đến 2025, và dự báo đến năm 2023, toàn hệ thống sẽ thiếu hụt khoảng 12 tỷ kWh, chiếm 5% so với nhu cầu sử dụng điện cả nước. Nhằm đáp ứng nhu cầu điện cho sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, EVN kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư phát triển các dự án điện, trong đó có các dự án điện năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện năng lượng mặt trời. Đón đầu xu hướng này, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư năng lượng tự nhiên và công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển năng lượng đã đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Hồ Tam Bó và Hồ Gia Khoét 1. Khi đi vào hoạt động, hai dự án sẽ mang lại nguồn điện năng xanh sạch cung cấp cho khu vực huyện Châu Đức nói riêng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, góp phần giảm tải áp lực thiếu điện và phù hợp với xu thế phát triển năng lượng tái tạo của thế giới.